Vâng, Song Hân Miền kính chào quý vị các bạn đã quay lại với ẩm thực khám phá Song Hân Miền ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay thì Song Hân Miền sẽ làm ngắn gọn thôi và cũng sẽ thông qua một loại nấm đây là cực kỳ hiếm này, cực kỳ hiếm. Song Hân Miền sẽ cầm lên một cái để quý anh chị coi. Đây, nấm đây là không biết chỗ quý anh chị như thế nào. Nấm đây là chỗ mình nhé, gọi là nấm trứng mà rất hiếm này. Mà bây giờ thì cũng đầu mùa mưa rồi, thì mình đi ra vườn cà phê á, mình thăm vườn thì thấy có được tầm này. Đây cho quý anh chị coi này, không biết chị coi gió không nào. Đây, xong rồi mình sẽ cầm lên là vài quả đi. Đây nhá, đây sẽ cầm lên hết cho bác kinh dân. Xong hai miền nướng chân xanh, xong rồi mình sẽ nướng. Thì nấm nếu mà quý anh chị coi cũng là nấm trứng nhá, cũng tròn như thế, nhưng mà quý anh chị không hiểu được á, mình không hiểu và mình không có người nào mà chỉ bảo trước á, thì xong rồi mình khuyên một câu đây, không nên ăn nhé. Nếu mình mà không hiểu rõ cho nhiều loại nấm là nó gần giống nhau lắm, nhưng mà một khi mình ngửi mùi của nó thì chúng ta mới, người nào trải qua và biết được á, thì mới nên ăn. Thì do tình hình là nhiều người á, mình cũng thấy rồi, cũng quay qua mảng và quay qua những clip nào đó mà mình không hiểu rõ á, giờ chúng ta ăn theo á thì xảy ra sẽ đến ra ngộ độc, còn chúng ta hiểu được và chúng ta phân biệt được nấm nào là nấm tốt cho sức khỏe và nấm nào mà nấm độc thì chúng ta mới nên ăn. Còn như Song Hân Miền thì quá rành rồi, cái Song Hân Miền là người vùng núi mà, nói về nấm thì còn nhiều loại nấm lắm. Cho nấm đây cũng là một loại nấm này thôi. Song Hân Miền sẽ thưởng thức và cho các bạn coi một số là sau mình sẽ thưởng thức nhé, để cho quý anh chị coi nhé. Thì sẽ bóc ra này. Đấy, trong nó trắng thế này. Giờ sau mình nướng á, rồi sau mình sẽ ăn coi như thế nào. Ngon lắm. Nấm này là hiếm đấy, cực kỳ hiếm. Có chỗ có giá của nó, nấm này người ta mua tới cả mấy trăm ngàn, mà có khi tới cả triệu bạc một ký. Nhưng Song Hân Miền thì chưa khi nào bán, mà không có đâu mà bán. Mà đây này, kiếm một lâu lắm rồi mới kiếm được cái này. Cái đây là Song Hân Miền gần 5-6 năm rồi là mới thấy được cái một cái đây. Chứ nấm đây là phải ở rừng sâu á, rừng mà có cây rậm rạp nhiều á thì nó mới mọc đẹp. Nhưng mà Song Hân Miền ở trong vườn của Song Hân Miền á, nó sùng mắt thì chỗ đây có một cây nó mọc lên được thì Song Hân Miền mới được thưởng thức hương vị của tự nhiên, nó rất ngon quý anh chị. Nướng thì hơi khô.
Đấy, nó quả tròn tròn thế này này. Phải 6 quả. 6 quả đây mình dành cho con và vợ của mình ăn. Rồi, xong rồi mình cũng phải khuyên một lần nữa đi. Bên chị làm không hiểu về nấm á, thì vô rừng á, đừng có hái lung tung. Mình phải hiểu biết được thì mới ăn nhé. Xong rồi mình xin chào.